Quang Vinh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Xin chào đón quý vị đến với chương trình 20 phút với Quang Vinh. Kính thưa quý vị, 20 phút với Quang Vinh, quý vị sẽ gặp được một khuôn mặt mới. 20 phút với Quang Vinh, quý vị sẽ có được một câu chuyện mới. Và đặc biệt, 20 phút với Quang Vinh, quý vị sẽ có được một kiến thức mới. Trong câu chuyện 20 phút với Quang Vinh buổi chiều hôm nay, Quang Vinh xin gửi đến quý vị một khuôn mặt rất là khả ái trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Đó là dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc. Có lẽ chúng ta biết rất là nhiều về dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc trong những lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà buổi chiều hôm nay Quang Vinh xin gửi đến quý vị một câu chuyện rất là đặc biệt. Một người nữ dược sĩ khả ái đã dấn thân trên con đường y học. Và hiện nay, dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc đang nắm giữ vai trò giám đốc điều hành của một pharmaceutical services của tại Primary Healthcare Services Management và để cai quản 43 nhà thương trên 14 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Và buổi chiều hôm nay, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bước đi với dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc tìm hiểu chặng đường của một người dược sĩ là như thế nào. Quang Vinh xin chào đón dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc đến với chương trình 20 phút với Quang Vinh. Kính chào anh Quang Vinh và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của VNTV và đặc biệt là chương trình 20 phút của Quang Vinh. Rất cảm ơn anh đã cho Christina, cho Thanh Ngọc có một cái vinh dự để mà ngồi hàm huyên nói chuyện với anh ngày hôm nay. Cảm ơn Thanh Ngọc rất là nhiều. Kính thưa quý vị, như Quang Vinh vừa trình bày, dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc là một trong những giám đốc điều hành 43 nhà thương trên 14 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Đây là một trách nhiệm rất là lớn lao. Cho nên là trước khi mà chúng ta bước vào những cái chi tiết của công việc của Cao Xuân Thanh Ngọc, thì có thể Thanh Ngọc cho quý vị khán thính giả của VNTV được biết con đường nào đã dấn thân từ một cô bé trong vùng đất đỏ của Long Khánh bước lên tới vùng miền Nam nắng ấm California này và dấn thân vào con đường y dược. Dạ thưa anh, thì cái này là cũng là một cái duyên trong cái trong đại gia đình của em. Thì ngày xưa đó ông ngoại của em là dược sĩ. Thì trước khi ông mất thì cái nguyện vọng của ông là một trong những người con là theo gót của ông là làm dược sĩ, nhưng mà thì thời thế không tạo nên cái điều kiện đó, thì các cậu các dì của và mẹ của em cũng không có ai làm dược sĩ hết. Thì cái niềm mơ ước đó thì lúc nào cũng có trong cái tâm của mẹ em. Thì mẹ nói là khi nào mà nếu mà có một cái cơ hội gì đó thì mẹ cũng muốn một trong những đứa con của mẹ là theo gót của ông ngoại để làm dược sĩ. Thì cái đó là cũng là một cái điều mà em luôn ấp ủ trong lòng. Khi mà em có được cái cơ hội qua Mỹ năm 1991 theo diện HO, thì khi mà em đi học đó, thì em đã chuẩn bị cho cái tâm lý của mình là mình sau này sẽ làm dược sĩ. Tiếng Việt Nam chúng ta có câu nói rằng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, phải không kính thưa quý vị? Cho nên là theo gót một người trong gia đình đã từng đi bước qua con đường dược sĩ. Đối với một người qua đây về diện HO năm 1991 thì khoảng thời gian cũng không phải là dài lắm mà cũng không còn là ngắn lắm. Thì con đường của Cao Xuân Thanh Ngọc bước đi trên con đường dược sĩ có phải khó khăn không? Có phải trải những cái giá nào không? Là đối với Cao Xuân Thanh Ngọc đó là một con đường rất là bằng phẳng trên bước đường mình đi. Chắc chắn là con đường nó không có bằng phẳng. Tại vì khi mà em qua đây là lúc đó em cũng khoảng chừng 16 tuổi rưỡi. Thì tiếng Anh thì mình chỉ biết là mình nghe là bập bẹ thôi. Thì cho nên kể như là làm lại từ đầu hết. Năm em 9 tháng thì em bị sốt xuất huyết rất là nặng, rồi bị tưởng là không có qua khỏi. Thì lúc đó thì cũng có truyền máu. Thì trong nhà mẹ với lại mấy chị đó nhiều khi cũng hay chọc nói là chắc trong người em có máu Mỹ Đen. Tại vì em học, em nói tiếng Anh em học mau lắm. Thì cái đó là cái inside joke ở trong nhà là nói là chắc trong người em có máu Mỹ Đen. Cho nên khi mà em học thì em
đi học về thì em mở Sesame Street lên để em học thêm, trau dồi thêm tiếng Anh. Thì em học được high school được khoảng chừng 2 năm, tại vì họ cho em ở lại. Lúc đó đúng là cái tuổi của mình không có đấy, nhưng mà tại vì thấy cái trình độ tiếng Anh quá kém ấy, thì họ cho mình ở lại thầy học 2 năm. Rồi sau đó em lên Community College, em major in biology, thì em học 2 năm đó, rồi xong các em transfer lên UC Irvine, thì em sau 3 năm thì em có được cái bằng Bachelor Degree in Biological Science. Rồi sau đó thì em chuyển qua bên Florida, em học cái bằng Doctor of Pharmacy 4 năm rồi. Em không dừng ở chỗ đó, em làm thêm một năm residency để cho em, theo lúc đó thì em nghĩ là nếu mà mình có train cho mình làm thêm một năm residency thì cái kiến thức của mình nó có thể nó đủ để cho mình hơi khác người một chút xíu, tự vì cái thời gian đó thì không có nhiều người làm residency. Tự vì lúc đó đó ai cũng muốn học cho xong ra để bắt đầu đi làm. Nhưng mà em thì em cái suy nghĩ của em lại khác, là em muốn thực tập thêm một năm nữa. Nhưng mà bây giờ thì sau mười mấy năm thì nó đã khác rồi, thì có thể là em sẽ chia sẻ sau, tại vì cái chương trình residency đó bây giờ rất là quan trọng. Vâng, kính thưa quý vị, như Quang Viên được biết, dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc không những là chỉ giữ một chức vụ của một người dược sĩ trong lĩnh vực y dược mà thôi, nhưng mà chức vụ của dược sĩ đang giữ bây giờ đó là coi hơn 43 nhà thương trên 14 tiểu bang khác nhau. Đó là một trách nhiệm rất là lớn cho một cô dược sĩ rất là trẻ tuổi, rất là dễ thương như vậy. Trong lĩnh vực và y dược thì có những lĩnh vực khác nhau. Cao Xuân Thanh Ngọc có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả biết rằng là có những lĩnh vực khác nhau như thế nào. Ví dụ như là như Cao Xuân Thanh Ngọc vẫn là một dược sĩ nhưng mà lại là một người tổng giám đốc để lo cho 43 nhà thương khác nhau. Có những người khác họ lại làm cho nhà thương, có những người khác họ làm trong lĩnh vực retailer. Cái sự khác nhau và như thế nào? Thanh Ngọc chia sẻ cho quý vị biết. Trước khi em chia sẻ để em cho em khoe chút xíu nha. Vâng. Ngày November 1st mới cách đây 2 ngày đó là công ty hãng y tế của em mới vừa finalize acquisition của một cái bệnh viện nữa, cho nên bây giờ là 44. Hôm nay sẽ là 44. Yes. Vậy là chức vụ sẽ càng cao hơn mà trách nhiệm còn nặng nề hơn phải không ạ? Dạ. Yeah. Thì cái đó là cái chuyện là em muốn khoe, là từ cái đó là công ty của em nó lớn rất là nó expand ra rất là mau. Thì để quay lại cái câu hỏi của anh á, thì khi mà về cái phần pharmacy đó, nó có rất là nhiều cái cơ hội. Mỗi cái phần hành thì nó khác nhau. Retail pharmacy thì mình có thể mình làm trong những cái tiệm thuốc như là CVS hay là Walgreens, hay là anh có thể, hay là một cái người dược sĩ, học dược sĩ mới ra, có thể làm cho nuclear pharmacy. Thì có đó là một cái phần mà specialty. Hay là mình có thể làm trong long term acute care, là những cái nhà mà nursing home đó, vậy đó, thì họ vẫn có những cái nhu cầu cho cái người dược sĩ. Hay là mình có thể mình đi dạy trong những cái trường pharmacy schools trên khắp nước Mỹ, thì trong cái phần hành mà mình đi dạy đó, thì những cái người dược sĩ này có thêm cái cơ hội để mà làm research. Thì cái đó là cũng là một cái cho những cái người nào mà rất là đam mê về khoa học, rất là muốn tìm hiểu, rất là muốn learn about new things in tự vì mỗi họ ngày muốn nghiên cứu nhiều thêm để viết thêm những cái việc mới trong lĩnh vực của y dược. Dạ đúng rồi. Vậy trên cái phương diện mà Thanh Ngọc đang làm bây giờ là một trách nhiệm rất là lớn, như Quang Viên được biết, như mình vừa chia sẻ là 44 nhà thương trên 14 tiểu bang khác nhau, thì trách nhiệm của Thanh Ngọc hiện giờ là đang phải làm những cái điều gì? Bay nhiều. Thì aside that, thì tại vì công ty của em có tới 44 cái bệnh viện trên khắp 14 tiểu bang trên nước Mỹ, thì mình có từ California all the way to Rhode Island. Thì bệnh viện rải rác khắp nơi trên nước Mỹ. Thì cái công việc chính của em mỗi ngày đó là mình lúc nào mình cũng phải kiếm
kiếm cách để mà mình run cái operation của những cái pharmacy nó more cost effective, và là điều hành tất cả những cái văn phòng dược tại những nhà thương đó để tiết kiệm giúp nhà thương và vẫn được tiết kiệm tiền mà vẫn cái service của nhà thương vẫn còn tốt. Dạ, tại vì cái lúc nào của mình cũng cái phương châm của mình đó là cái patient care là cái priority. Vâng. Nhưng mà cũng không có nghĩa là người ta cần cái thuốc gì mình cũng approve. Thì cho nên em làm việc rất là gần very closely với 44 người pharmacy directors của từng cái bệnh viện, tại vì họ là report to em. Yeah. Thì mỗi ngày đó là, nhưng mà cái công việc chính của em bây giờ đang làm á là cái challenge á là khi mà mình acquire new hospitals á thì họ có different policies, họ có different process, rồi họ có different drug formulary, thì mình phải standardize, mình phải bring họ những cái operation into prime standards. Và kính thưa quý vị, như quang viên vừa hiểu rõ như Thanh Ngọc vừa trình bày đó, có nghĩa rằng là 44 nhà thương khác nhau, họ có những cái phương cách làm việc khác nhau, và cái điểm khó ở đây là làm sao chúng ta phải mang trách nhiệm của Thanh Ngọc phải mang 44 nhà thương đó vô lại để có cùng một hệ thống để làm việc chung với nhau. Vậy mà nhìn thấy vẫn cười hoài và chứng tỏ là công việc này rất là dễ dàng đối với Thanh Ngọc, phải không? Không dễ, nhưng mà mình không có thể nào mình làm cho những cái chuyện khó khăn nó làm cho mình bị depressed. Tại vì theo em nghĩ đó, nếu mà mình cứ lo lắng hay là mình depressed thì mình không có thể nào mình làm get the work done. Thì cho nên I always find positive things in my work. Vậy đối với Thanh Ngọc, và Thanh Ngọc có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả của VNTV cùng rõ là với một trách nhiệm rất là lớn lao của một người giám đốc lo cho 44 nhà thương trên 14 tiểu bang khác nhau, cái điều nào thú vị nhất và cái điều nào có thể gọi là nặng nề nhất hay là khó khăn mà gọi là challenge nhất cho Thanh Ngọc? Thú vị thì em không biết cái này có phải là thú vị không, nhưng mà cái mà em thấy nó cũng làm cho mình cũng vui vui là có một lần đó là, mà cái này cũng là bị nhiều lần rồi chứ không phải là một lần, năm vừa rồi đó, chỉ vì một năm vừa rồi alone đó là công ty của em acquire 17 cái bệnh viện. Khi mà em mới vào làm thì năm 2014 thì mới có 27 à. Thì sau một năm thì là mua được nhiều lắm. Thì một trong những cái điều mà em hay gặp á, là khi em tới, tại vì thường thường khi mà mình muốn mua một cái bệnh viện nào đó thì Prime Healthcare Executive Team, thì trong đó thì em cũng có trong cái team đó, thì ban giám đốc, ban tổng điều hành. Dạ, mình bay tới cái bệnh viện đó để mình làm cái assessment. Thì khi mà mình thì em là em chịu trách nhiệm về cho pharmacy, thì khi mà mình ngồi trong một cái conference room mà bên này là Prime Healthcare Team, ở bên kia là all of the CEO rồi directors của những cái department khác nhau, thì đa số là mấy cái người mà pharmacy director họ lớn tuổi hơn mình rất là nhiều. Thì có một lần đó là cái ông pharmacy director đó là trong một cái small healthcare system mà công ty em mua hết luôn ở bên New Jersey, có 4 cái bệnh viện. Lúc đầu á, ông ngồi rồi ông nhìn có vẻ không nghĩ là khinh thường, nhưng mà em nghĩ tại sao chắc thấy quá trẻ nhưng mà không biết làm gì ở đây không phải không ạ? In his mind, em nghĩ cho ông nói what is that young girl doing here, right? Vâng. Thì nhưng mà sau khi mà em gặp nói chuyện với ổng one on one, rồi em interview ổng, rồi em kêu ổng dắt cho em đi coi hết, inspect hết những cái phòng mà đựng thuốc ở trong bệnh viện đó, thì at the end of the visit là thường thường là 2 ngày,
cái attitude của ông change, thái độ của ông là thay đổi 100% luôn. Rồi. Thì khi mà em về đó, em cũng nhớ hoài là ông text em là ông nói là ông rất là cảm ơn cho những cái recommendation mà rồi. Em đã đưa cho ông, tại vì ông nói là always good to have a second set of eyes to do things, tại vì trong một trong những cái assessment của em là em nói là cái này làm không có đúng, không có cần phải sửa đổi, thì ổng thấy đúng. Tại vì khi mà em nói đó, thường á là em nói là em đưa ra cái standards của những cái joint commission, của cái tiểu bang, cho nên mình nói sát, mình phải có những cái dẫn chứng như vậy thì họ mới tin. Nhưng thưa quý vị, thật đúng vậy, đối với một trách nhiệm của một người mà phải cai quản hơn 44 nhà thương trên toàn 14 tiểu bang thì rất là nặng nề. Nhưng mà tiếng Việt Nam chúng ta có một câu nó rất là rõ ràng là có công mài sắt có ngày nên kim. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái công mài sắt của Thanh Ngọc tới ngày hôm nay là đã được nở hoa, chắp cánh bay cao. Quang Viên được biết, đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, các con em Việt Nam của chúng ta rất là ham học, các gia đình Việt Nam chúng ta rất là ủng hộ các con em của chúng ta. Thanh Ngọc có thể chia sẻ cho quý phụ huynh của các con em Việt Nam chúng ta, những gia đình đang muốn hướng về con đường y dược thì bắt đầu từ bước đường nào, cái những sự chuẩn bị như thế nào để chúng ta biết rằng là mình đã được thành công và chúng ta muốn lót ra những viên gạch để giúp con em chúng ta sau này cũng thành công. Thì em thì cũng không có khuyên bảo hay cái gì, nhưng mà theo em chỉ muốn cái chia sẻ cái con đường của em đi đó. Thì khi mà mình đã vạch ra một cái hướng đi cho mình đó, thì có thể khi mà ở high school thì các em có thể lấy những cái lớp AP mà nó nghiêng về science. Khi mà lên trường university thì either major in biology hay là chemistry, những cái lớp về science, những cái lớp organic chemistry hay biology, thì những cái môn học đó lúc nào cũng là để giúp cho các em có đủ một cái kiến thức để mà chuẩn bị cho cái trường pharmacy school, mà nhất là mấy cái điểm của những cái lớp science đó là cần cho điểm cho cao. Một điều mà em muốn chia sẻ với tất cả những em mà muốn đi học về trường dược đó, không cần phải là thông minh nhưng mà chăm chỉ thì sẽ được. Kính thưa quý vị, đó là một cái điều một sự hướng dẫn rất là đáng chú ý, bởi vì như Thanh Ngọc nói rằng là nhiều người nghĩ rằng học ngành y dược, học về bác sĩ, những cái ngành mà cao hơn những ngành bình thường, ví dụ như là kỹ sư hay là thương mại, thì cần phải có một cái IQ cao hơn. Dĩ nhiên chúng ta phải giỏi trong những lĩnh vực đó, nhưng mà cái chăm chỉ cần cù lúc nào cũng bù khả năng, phải không Cao Xuân Thanh Ngọc? Dạ, thưa phải. Quang Vinh cũng được biết một cái điều rất là hay về cô dược sĩ trẻ của chúng ta, đó là đầu năm 2016, Cao Xuân Thanh Ngọc được Hội Di sản Á Châu, Văn hóa của Á Châu vinh danh là một trong những doanh nhân đã cống hiến rất là nhiều cho cộng đồng, cũng như là một doanh nhân trẻ đã thành công trong năm 2016. Xin Thanh Ngọc có thể chia sẻ để mọi người cùng vui với Thanh Ngọc trong cái cơ hội được Hội Di sản Á Châu vinh danh trong cái chương trình đầu năm vừa qua, năm nay. Dạ, thì cái đó cũng là một cái niềm hạnh phúc và tự hào cho không những cho em mà cũng cho gia đình, và cũng là một cái niềm vui nho nhỏ cho cộng đồng Việt Nam của mình. Thì trong cái chương trình của năm nay đó, thì Hội Di sản Á Châu là đặc biệt dành cho người Mỹ gốc Việt. Thì trong cái những người mà được nhận giải thưởng đó thì có 8 người là người Việt Nam. Thì em thì được may mắn là được nhận cái giải về doanh nhân xuất sắc, rồi có cô Nhã Ca nè, có thầy Nguyên Di, rồi những cái vị mà rất là có nhiều cống hiến cho cộng đồng của mình trong những cái lĩnh vực khác nhau. Họ nói với em là em là cái người nhỏ nhất mà được trong lịch sử của họ mà tuổi trẻ và tài cao, phải không ạ? Có, chắc là tự hên nhiều. Kính thưa quý vị, đó là một tấm lòng rất là hạ mình. Vì Quang Viên có được phép hàn huyên với Thanh Ngọc trong những cái chương trình trước, thì Quang Viên được biết rằng là những sự thành công của cô dược sĩ trẻ của chúng ta tại đây không phải chỉ là một cái sự may mắn bình thường như là một
Nhưng là đó là một con đường trải qua những sự khổ nhọc, những sự hy sinh, nhưng mà cũng không kém thiếu sự ủng hộ của những gia đình, bạn bè, thân nhân đi trên con đường này. Muốn có sự thành công cần phải có được sự ủng hộ của gia đình. Và một lần nữa, Quang Viên xin thay mặt cho toàn thể anh chị em và đại gia đình của VNTV cảm ơn nữ dược sĩ trẻ tuổi Cao Xuân Thanh Ngọc đã đến đây cùng hàn huyên với quý vị và Quang Viên trong buổi nói chuyện buổi chiều hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình 20 phút với Quang Viên. Và Quang Viên hy vọng rằng 20 phút với Quang Viên đã mang lại cho quý vị một khuôn mặt mới. 20 phút với Quang Viên đã mang lại cho quý vị một câu chuyện mới, và đặc biệt 20 phút với Quang Viên đã mang lại cho quý vị một kiến thức mới. Quang Viên và nữ dược sĩ trẻ tuổi Cao Xuân Thanh Ngọc xin kính chúc quý vị một buổi trưa, một buổi tối hay một buổi chiều thật là an bình và hạnh phúc với gia đình của quý vị. Xin kính chào quý vị. Thanh Ngọc xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật là an lành. Xin kính chào quý vị.